Hiện trạng là Hùng đang đứng trên đây là con đường Lê Hồng Phong nha với cô chú chị. Theo hướng tây của Hùng đó là chúng ta đi vào tháp Chạm Hương, đi vào trung tâm của thành phố Nha Trang. Và cái hướng ngược lại đây, chúng ta thể đi sân bay quốc tế Cam Ranh, đi xuống xã Phước Đồng, Hoàng Trớ, vân vân. Và cách con đường Lê Hồng Phong tầm chỉ 20 mét thôi. Hùng có một cái nhà muốn gửi tới cho anh chị tham khảo đầu tư. Xin lời, xin mời tất cả cô chú chị cùng theo chân Hùng nha. Đây, đây là cái trường mầm non trước cái ngôi nhà của mình này. Trường mầm non Phước Hải anh chị ha. Và cái ngôi nhà của mình á thì nằm phía đây. Ở con đường trước nhà của mình á rộng tầm 3 mét anh chị nha. Và bây giờ theo chân Hùng. Đây là ngôi nhà của mình này. Về tổng diện tích á thì rộng tầm 44 mét vuông. Cái không gian phong cách của mình rất là rộng rãi nha anh chị. Tầm khoảng cỡ 20 mét anh chị nha. Ở đây thì chúng ta có thể để một bộ ghế sofa, rồi để một cái tivi led để tường, chúng ta có thể là xem tivi. Còn phía sau mình đây là có một phòng khách này anh chị này. Ở phòng khách này tầm khoảng 15 mét vuông anh chị ha. Rồi phía sau mình đây là có nhà bếp cơ bản thôi. Bên cạnh mình đây thì có một cái phòng vệ sinh nữa. Ở đây thì sử dụng nước máy rất là rộng rãi rồi anh chị. Đây phía sau đây anh chị nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên lầu này anh chị này. Đó, phía trên lầu đây. Đó, đây là cái mê giả thôi anh chị. Đó, phía trên lầu mình đây thì có một phòng ngủ, một cái khoảng không gian sinh hoạt chung anh chị nha. Khu này thì chúng ta có thể là cải tạo, có thể thêm được một phòng ngủ nữa nha anh chị nha. Thì bản thân ở trên đây thì đã có sẵn một phòng ngủ này anh chị này. Đây một phòng ngủ thứ hai này. Phía sau mình đây là có thêm một phòng vệ sinh nha anh chị. Đó, thì nói chung thì cơ bản thì cái nhà của mình thì tầng trệt đó là một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Tầng lửng của mình là có một phòng ngủ và một phòng sinh hoạt chung. Tổng diện tích của mình là 44 mét vuông nha anh chị nha. Nhà của mình nằm tại hẻm Lê Hồng Phong, phường Phước Hải của thành phố Nha Trang. Cái không gian ở đây thì nó rất là mát luôn này anh chị nè. Rộng rãi, sạch sẽ. Không gian này thì chúng ta có thể là sinh hoạt chung hoặc là có thể là cái phòng đọc sách nữa. Và bây giờ mình sẽ mở cái khu vực ban công ra này, cho anh chị có thể là mình ở ngoài đây thì chúng ta có thể là cải tạo, bỏ thêm vài chậu hoa để buổi chiều và chúng ta có thể ngồi đây cho nó hóng mát buổi chiều, rất là mát luôn anh chị ha. Khu vực xung quanh mình đây thì nhà cửa xây nó san sát với nhau rồi. Xung quanh đây thì như anh chị thấy nhà hầu như là nhà nào cũng có những cái chậu hoa bên cạnh, làm cho cái không gian của mình nó rất là xanh tươi, đúng không ạ? Để chúng ta có thể là ngồi uống cà phê thưởng thức, đúng không ạ? Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể inbox Hùng sẽ gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị tham khảo đầu tư. Xin thật cảm ơn ạ.